Hỏi ông ngoại, giặt dậy lăn xăng với lăn xăng giặt dậy, đánh nhau tầm bậy đánh nhau, nước nào ở đâu đánh đó, việc nghèo thấy ngó giận nghèo. Dạ, A Di Đà Phật. Dân nghèo thấy khó dân nghèo. Dạ. Người thác ba bèo người thác, đâu lâu tan nát đâu đâu. Dạ. Ở chốn ruộng sâu ở chốn. Rồi, Dạ. tới đó mới hết cái đề. Dạ. Cái đó là của ông Ba Thới. Dạ. Ông muốn nói cái ngày giờ cuối đời đó, Dạ. nó sẽ xảy ra trên thế giới này như vậy. Dạ. Thì bây giờ thực tế đó, Dạ. nó xảy ra giờ các nước trên thế giới, giờ nó nổi lên chiến tranh dần dần giết chóc lẫn nhau, Iran như cái lời đó đó. Đó, thành ra đó là ông Ba Thới muốn nói rằng cái cuộc đời sắp kết thúc thì nó sẽ ra trên thế giới này nó lạng lạc chết chóc thảm sầu chiến tranh khổ sở đủ thứ hết. Đó, thì bây giờ cái chuyện nó đến như vậy, cho nên mình phải tu, để lần này mình phải tu cho trọn đạo, sống lo trọn đạo phát lên thiên đài. Còn nếu làm chẳng trọn thì uổng thay một kiếp đó, mình sinh ra làm người mà mình tu không trọn thì cũng uổng một kiếp người, chết rồi khó lấy lại được. Còn bây giờ nếu mình tu chân chánh, tu đúng đắn thì linh hồn không mất, xác tuy mất hồn thiêng chẳng mất, dù xác này có chết cũng không sao hết, linh hồn mình vẫn về Phật. Tấm lòng thành gian trưng chớ khiếp, đức từ bi tiếp dẫn linh hồn. Đó nghĩa là thầy hứa rằng thầy sẽ tiếp dẫn linh hồn mình, sẽ đưa mình về thế giới Phật, đừng sợ chết. Ăn chay là ăn chay, chết cũng ăn chay nữa. Chứ nói ăn chay cái đau cái không dám cái ngã. Sao Phật độ được? Mình phải có hy sinh, phải có chịu đựng thì Phật mới độ. Còn chưa chân mình ngã rồi sao độ? Vì vậy mà tu phải ráng, phải vượt lên, đi đến chỗ rốt ráo. Rồi Dạ. phần cô vậy là xong rồi đó. Dạ, còn ai nữa không? Dạ thưa ông Năm cho con hỏi là trong điều lệnh cấm thứ 8 thì thầy dạy là nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về nơi cõi Tây phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Như thế thì làm thế nào để giữ được chọn lành và làm thế nào để được chọn sáng? Danh từ trọn lành đó thì không còn phạm cái điều dữ, không còn phạm cái điều ác. Tức là 10 điều ác tam nghiệp đó, thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp. Thân nghiệp sanh ra 3 điều ác: một sát sanh, hai đạo tặc, ba tà dâm. Khẩu nghiệp sanh ra 4 điều ác: một lưỡng thiệt, hai ý ngôn, ba ác khẩu, bốn dụng ngữ. Ý nghiệp sinh ra 3 điều ác: một tham lam, hai sân nộ, ba mê si. Đó, trong 10 điều ác đó mình không phạm điều nào thì mới trọn lành. Còn trọn sáng tức là không tâm tối. Cái người tâm tối á, thì làm việc tội lỗi tạo nghiệp sinh tử, mới đi theo con đường luân hồi. Còn cái người sáng rồi á, thì không tạo tội lỗi, không nghiệp sinh tử. Nói một cách dễ hiểu hơn là sống cái biết, buông cái thân này ra là trọn sáng. Còn giữ cái thân, bảo vệ cái thân mà quên cái tánh Phật, rồi chạy theo vui buồn thương ghét, chạy theo cảnh trần, thì đó là tâm tối, không trọn sáng. Cho nên không tối thì sáng, không ác thì lành, bỏ 10 điều ác thì trọn lành, bỏ vô minh không tâm tối, trở về cái biết lặng lẽ rỗng rang thanh tịnh sáng suốt thường hằng, lúc nào cũng biết, cái đó là trọn sáng. Tu như vậy thì chắc chắn thành công đắc đạo. Rồi, đóng góp ý kiến bao nhiêu đến đây kết thúc. Dạ ông Năm cho con hỏi bốn câu giảng của Đức Thầy là đêm dài dặn cạn dầu tim lụng chẳng thấy ai tìm kiếm bóng chân để làm cho nức bụng chỉ hằng nơi cung nguyệt chờ trong mỏm dạ. Đêm dài dặn cạn dầu tim lụng chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng. Đó là cái pháp tỷ dụ. Ví như một cái đêm còn dài mà cái đèn á, đã cạn dầu rồi, cái đèn đã rụng tim rồi thì cái đèn nó phải tắt. Mà con người không chịu kiếm bóng trăng thì phải ở trong bóng tối. Nó khổ sở là như vậy. Ý muốn nói rằng cái cuộc đời đã sắp hết rồi, theo hạ quân nó đã hết đời, đó là cạn dầu tim lụng rồi. Thì bây giờ Phật mới ra đời
mở cái đạo lý ra cho mình tu để cứu khổ diệt khổ. Đời hết thì phải bỏ đời, tu thì mới còn sống được, còn nếu theo đời thì phải hết luôn. Cho nên đêm về dặn cạn dầu tim lụng là đời hết, cái sanh mạng mình cũng hết, thở ra thì còn, nín thở là chết liền. Như vậy đó, cạn dầu tim lụng, chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng, là ít có người, không có người nhận ra cái đạo lý, trở lại cái Phật tánh của mình để khỏi chết, khỏi sanh và bệnh tử, là ít có ai tìm kiếm bóng trăng. Để làm cho mít bụng chị Hằng nơi công nghiệp trong mỗi dạ, nghĩa làm cho ông Phật ông buồn. Chị Hằng ví dụ như ông Phật, ví dụ như Đức Thầy, một vị giáo chủ lâm phàm để độ chúng sanh, mà dạy không mấy người nghe, không mấy người chịu tu, làm cho các ngài buồn lòng, cho chúng sanh quá khổ mà không biết tìm đường giải thoát, rồi đây phải chịu cơ tận diệt, phải chết chóc, phải thảm sầu. Kêu nơi cung nguyệt trong món dạ, tức là thầy về cõi Phật, về cái thế giới Phật, trong đợi tín đồ tu lần về Phật, nhưng mà trời trong món dạ không có được mấy người, các ngài than thở thiết tha là như vậy. Cho nên mình muốn được các ngài không chờ trong món dạ, các ngài không buồn lòng, không mít bụng, thì mình ráng tu tinh tấn, ráng tu siêng năng để lạc đến cứu cánh giải thoát, để được thành công kết quả. Đó là điều vui cho mình, mà vui cho các vị Phật tiên luôn. Đề tài này tới đây cũng kết thúc. Dạ, ông Năm cho con hỏi bốn câu giảng đó thầy. Đó là chừng ấy mới tịnh vô nhất vật, bụi hồng trần ướt sạch cửa không, chuông linh ngăn tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Như thế nào là tịnh vô nhất vật? Ông giải thích không hiểu. Nói cho nó hết một vế. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, cái này là bài thầy tặng trong thi sĩ Việt Châu trên đường xe đi về Sài Gòn. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Chừng ấy mới tịnh vô nhất vật, bụi hồng trần dứt sạch cửa không, chuông linh ngang tiếng đại đồng, ta và thế giới sắc không một màu. Đó. Rồi Sài Gòn đến trống lầu đã đổ, đề về nhau mở cửa xuống xe, khuyến nông chấm dứt mùa hè. Đó, thầy viết vừa xong cái bài đó thì xe vừa tới bến, thầy dắt tay với ông kia mở cửa bước xuống liền. Cái bài thi nó kết thúc như vậy đó. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa là cái gì? Là muốn nói đời á, thì Đức Thầy ra tham tánh để hợp tác với Hồ Chí Minh để chống Pháp. Đó là kêu cái thời gian đó là chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha. Nhưng mà nói về cái đạo lý á, thì nó còn cái nghĩa tuyệt vời nữa, là mình người tu buông hết những cái tụng kinh gõ mõ, buông hết những cái hình thức bên ngoài để chiến thắng vật phiền não. Chùa am bế cửa là mình đóng cái miệng mình lại, đóng cái mắt tai mũi ý mình lại, để cho nó không còn vọng động, để dùng cái gươm trí huệ mà diệt sạch phiền não, diệt sạch mê si. Đó là tước gươm vàng lên ngựa không pha, cầm gươm vàng lên ngựa để mà chém hết vật phiền não, để chiến thắng, đạt được chủ nhân ông, chứng cái chân quả vị Phật Thánh, gọi là tước gươm nhà lên ngựa sông pha, đền sông là nước thù nhà. Đó là sứ mạng của người tu, tới đó xong rồi. Rồi thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô, bây giờ trở lại cái cửa thiền là tu thiền, trở lại cái cửa Phật hoặc tu tịnh, hoặc tu Nam Mô hay hoặc tu thiền cũng đều tốt hết. Chừng ấy tịnh vô nhất vật, chừng ấy mới tịnh vô nhất vật, bụi hồng trần dứt sạch cửa không. Tịnh vô nhất vật là sao? Tâm không một vật. Cái tâm mình không có vật gì hết á, nó trống rỗng, sáng suốt, minh bạch, rõ ràng, chứ nó không có vật gì hết. Sống thẳng với cái lặng lẽ sáng chiếu, minh bạch, thì đó là chân tâm, đó là Phật tánh. Chừng ấy mới tịnh vô dứt vật, bụi hồng trần dứt sạch cửa không. Tất cả trần ai, phiền não, tục lệ đều buông hết, không còn gì hết, chỉ còn cái cửa không thôi. Tức là sống thẳng cái tâm không, hiểu biết, vắng lặng, sáng tỏ, không nhiễm trần, không dính cái mọi vật gì trong đó cả. Chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta và thế giới sắc không một màu. Chừng đó trở lại chân tâm Phật tánh rồi, thì nhìn cả thế giới này sắc không một màu, không có hai tướng yêu ghét nữa, không có tướng lành tướng dữ, cũng không có tướng ma tướng Phật, luôn luôn là thanh tịnh rõ ràng lặng biết. Cả thế giới này đều là sáng suốt,
đều là trở lại Phật tánh, lặng tràng sáng rỡ hiểu biết hết một màu như nhau, không còn thay đổi nữa, không còn khác hơn nữa, gọi là bình đẳng các sự vật, gọi rằng Phật tánh trùm khắp vũ trụ này, thì cả vũ trụ này đều do Phật tánh tạo sinh ra rồi trở về với Phật tánh, đó là hoàn thành đạo. Kính thưa quý vị, qua cái đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ, ông Năm cho con hỏi hai câu giảng thưa thầy nữa là chí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Tại sao thầy lại ví là chí phàm như chốn sơn lâm? Thường thường á, sơn lâm á, là núi rừng. Cái chí phàm mình giống như cái núi rừng vậy đó, không có ai dọn hết rồi đổng có đường đi. Không đi được, vô trọng không biết đường ra, đi lạc luôn. Cho nên bây giờ Đức Thầy là một vị Phật ra đời, đem cái đạo lý dạy cho mình, đặng mình sửa cái trí phạm lợi, đặng mình tạo cho con người mình có một đường hạnh phúc, tạo cho người mình sống được cái biết thanh tịnh rỗng lặng, là một con đường mở cái sơn lâm để đi lên núi, không còn bị kẹt ở trong rừng nữa. Cho nên Đức Thầy dạy dân như phá rừng cầm cho dân, tức là dạy mình biết đạo lý, không còn làm tội ác, dạy mình biết luân thường, không còn phạm lỗi lầm, dạy mình biết tu tỉnh để mình khỏi bị sa đọa, sống thẳng với cái tánh Phật đó, sống thẳng với con người giác ngộ đó, sống thẳng với cái trí sáng suốt đó, thì tương lai mình được hạnh phúc, tương lai mình được tốt đẹp, cũng như phá hết rừng cầm rồi, trở thành đường lộ thông suốt rồi, ai đi cũng được, không còn bị trở ngại khó khăn nữa. Kính thưa quý vị, qua đề tài trên đến đây kết thúc. Ông Năm cho con hỏi là Đức Thầy nói là nhưng thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết, tại sao thầy nói khẩu nghiệp nặng nề? Bị gì á, thân nghiệp á sinh ra ba điều ác, sát sanh, đạo tặc, tào dâm. Khẩu nghiệp sinh ra bốn điều ác: lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, giận ngữ. Ý nghiệp sinh ra ba điều ác: tham lam, sân nộ, mê si. Đó, cái khẩu niệm mặt nề hơn hết là gì? Nó tới bốn điều ác. Hai cái kia mỗi cái có ba điều ác thôi, nhưng mà khẩu nghiệp thì nó bốn điều ác. Với hơn nữa nó nặng nề hơn hết là làm sao? Chưa đi làm vừa nói là đã tạo nghiệp rồi, nói lên một lời ác khẩu là đã bị cái tội ác xa đọa rồi, khởi lên một cái lời nói quấy thì đã bị cái tội ác theo cái lời nói đó rồi. Mình nói đốt nhà người ta mà chưa đốt thì đã phạm rồi, nói giết người chưa giết thì đã phạm cái khẩu nghiệp rồi, cho nên nó nặng nề hơn cái kia. Tư tưởng mình tưởng quấy mà chưa đi làm thì chưa bị tội, cái thân mình đi làm quấy mới bị tội, chứ ngồi đây cũng chưa bị tội. Còn cái miệng không đi không tưởng, ngồi đây nói một cái là kết nghiệp liền, cho nên khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết thảy, là cái ý nó như vậy. Ông ngoại ơi, cho con hỏi một câu này: mùa xuân hứng cảnh lầu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh, tứ di mây phủ nhiễu đanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. A Di Đà Phật. Cái đoạn này là Đức Thầy viết trong cái quyển 3, 1939 tại Hòa Hảo. Đức Thầy tả cái cảnh của ông Cử Đa ở trên núi Tà Lân. Mùa xuân hứng cảnh lầu đài, tức là vào cái mùa xuân, ngài ở trên cái núi Tà Lân, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh, hồi lúc còn cái xác thịt chưa đi tu đó, thì ngài là võ trạng, là đậu trạng, kêu là ông trạng, mới tính chống pháp, nhưng mà cái thời kỳ đã hết rồi, không thể chống nổi, cho nên ngài mới lên núi tu. Tứ di mây phủ nhiễu đanh, đó là bốn phía ở trên cái núi Tà Lơn nó quá cao đi, cho nên mây nó phủ ấp núi hết, kêu mây phủ nhiễu đanh. Bồng lai một cõi hữu danh chữ đề, cái chỗ đó là cái cõi bồng lai của thiên ở, cho nên có cái tên đó là danh tiếng khắp nơi đều biết hết. Cái chỗ đó là non thiên, chỗ đó là bồng lai. Hồi xưa bồng lai ở Trung Quốc, bồng lai nước Nhật là ở Trung Quốc, còn bây giờ chuyển lại ở Việt Nam, từ bồng lai đó cho tới núi Cấm, cái vùng đó gọi là bồng lai, chứ không có xài bồng lai ở Trung Quốc nữa. Xong không ạ? Yeah. Dạ, cho con xin hỏi một câu này nữa là
băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiêng bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ thanh điền, theo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Dạ, băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, đó là đoạn đầu của quyển 5. Đức thầy viết vào năm 1941. Băng tâm là muốn nói cái lòng của thầy, cái tánh của Phật của thầy nó trong sạch như tiết như băng rồi đó. Chữ băng tức là tiết nó đóng lại thành băng, nó đóng có cục thì nó trong ngần luôn, nó gọi là băng. Băng tâm, tâm trong sạch như là tiết. Ngẫu hứng, ngẫu hứng là cũng như trong cái dịp vui, trong cái dịp cảm hứng thôi, chứ không có định trước, không có suy nghĩ trước, định ngày nay tôi viết cái bài đó. Bỗng nhiên ngẫu hứng gặp cái cảnh phù hợp, cho nên tôi cầm viết ra viết thôi. Thừa nhàn là cái lúc rảnh rang, không có bận biểu cái tâm gì hết, nhàn rỗi, mới viết ra cái đoạn văn này, mới viết ra cái bài này. Theo đòi nghiêng bút, đó là mới cầm cái bút chấm vô nghiêng mực, mới viết kinh giảng, mới luận bàn tục tiên, nói việc tục việc tiên cho chúng sanh nghe, để cho chúng sanh hiểu được, chúng sanh tu hành. Rồi ta là cư sĩ canh điền. Thường thường người ta nói thầy làm ruộng, chứ thật ra không phải đâu. Cư sĩ canh điền tức là thầy muốn nói rằng thầy dạy cái đạo cho mình tu. Cái chữ điền là ruộng tâm, đem cái hột giống Phật trồng xuống cái ruộng tâm thì được thành Phật. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia. Đó, nghĩa là mình lìa tranh đấu lợi danh, gieo hột giống bồ đề xuống, chí tan gieo giống bồ đề, nó kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Cái đại khái là đi đến cái chỗ đó là mới rốt ráo hết được. Tức là mục đích Đức Thầy ra đời trên thượng thế, giống như một người làm ruộng, gieo hột giống bồ đề thì sẽ kết trái của nó là thành tiên thành Phật. Nên Thầy dạy cái đạo cứu đời để độ chúng sanh thoát tục khỏi dòng trầm luân khổ hải, về cảnh thiên cảnh Phật được an nhàn tự tại. Qua mấy câu trên, đề tài trên đến đây kết thúc. Ông Năm cho đồng đạo hỏi là câu trong quyển 5 cuối đó. Vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn tác để gạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xích văn từ dốc dạy phiên. Năm dạng nghĩa cho đồng đạo hiểu. Kính thưa quý vị, cái bài thi vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền này Đức Thầy viết trong cái quyển 5. Lấy cái tựa là vô danh cư sĩ. Vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền. Chữ vô là không, chữ thượng là trên. Chữ thậm thâm tức là cao sâu màu nhiệm. Dĩ ý truyền tức là truyền bằng cái ý chứ không phải bằng lời. Truyền bằng cái ý là sao? Nó đồng với Đức Thích Ca truyền ngôi tổ cho Ca Diếp. Ngài chỉ đưa cái hoa sen lên xây qua một vòng, nhìn phía tả qua phía hữu, không ai biết gì hết, thì Ca Diếp mỉm cười. Thì lúc đó đó, Đức Phật hiểu rằng Ca Diếp đã ngộ lý rồi, đã ngộ được cái đạo lý rồi, cho nên Ngài mới truyền cho ông Ca Diếp. Ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, hôm nay là truyền cho Maha Ca Diếp. Đó. Cái này không có lấy văn tự nói được, cũng không có xài trong giáo lý được, dạy riêng được. Chỉ là dạy riêng ở trong tự tánh thôi, chứ không thể nói cho mọi người nghe hiểu được. Đó. Pháp nhãn tàng, chánh pháp nhãn tàng là muốn nói con mắt, chỉ nhãn là con mắt, là cái thấy. Hiện giờ quý vị nhìn cái gì thấy cái nấy, đó là chánh pháp nhãn tàng. Niết bàn diệu tâm là cái biết, vừa thấy liền biết, thấy cái nhà, biết cái nhà, thấy người, biết người, thấy thú, biết thú, thấy trời, biết trời, thấy đất, biết đất. Ngay cái thấy biết đó là Phật. Chỗ đó ngộ được là thành Phật, khỏi cần văn tự gì hết, khỏi cần học kinh điển gì hết. Tuyệt vời luôn. Đó là cái chỗ mà Đức Thầy nói đó, vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền đó, truyền tâm, truyền ý, chứ không phải dùng lời. Cái câu thứ hai, danh ngôn chết để rạch đàn tiên. Đó. Kế đó, danh là tên, ngôn là lời. Đó. Bây giờ dĩ ý truyền mà không ngộ được để thành Phật
thì bây giờ truyền thấp hơn một chút nữa, dùng lời nói, dùng tên tuổi để nói đạo, nói lý, nói tu, nói hành, nói Phật, nói Pháp, đủ thứ nói để cho mình giác ngộ mình tu. Thì đó là rạch đàn tiên thôi, tu theo lời nói chỉ thành tiên thôi, chứ không thể kiến tánh thành Phật được. Cho nên tu kiến tánh thành Phật thì phải vô thượng thâm thâm, đó, dĩ ý truyền. Còn dùng lời nói thì tu thành tiên, chứ chưa thành Phật được. Danh ngôn trách để rạch đàn tiên. Rồi cư gia tịnh độ tâm viên mãn, đó. Cư gia là cư sĩ tại gia, tịnh độ là tu pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật, nhưng mà tâm viên mãn. Phải nhận ra cái biết của mình, phải nhận ra Phật tánh của mình, thì mới rốt ráo được tịnh độ, mới viên mãn được đạo pháp. Chứ nếu không nhận cái biết của mình thì dù tu tịnh độ cũng không hoàn thành tịnh độ được. Cho nên cư gia tịnh độ phải nhận ra cái tâm thì mới viên mãn, mới rốt ráo được. Đó, rồi sĩ sức văn từ dốc dạy khuyên. Đại ý là Đức Thầy là một cái người đem lời nói dạy cho mình việc tu hành, việc đạo đức, để cho mình hiểu đạo, mình tu, sau này mình được thành công đắc đạo. Qua bốn câu thi trên, tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ thưa ông ngoại, cho con xin thỉnh pháp ông ngoại vài câu. Quy y thì phải khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Hành y là hành như thế nào, giúp đời là giúp như thế nào? Xin ông ngoại giảng cho đồng đạo hiểu ạ. Kính thưa quý vị, qua hai câu giảng của Đức Thầy, quy y thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Tức là Đức Thầy muốn nói mình quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng thì mình phải làm y theo lời của Phật Thánh Tiên chỉ dạy. Cho nên Đức Thầy cũng có nói đó, chữ quy là về mà về đâu? Về nơi cửa Phật. Chữ y là dâng lời theo khuôn mẫu và làm y theo lời Phật dạy. Phật tu cách nào đắc đạo, dạy ta phải làm theo cách nấy. Thầy chỉ dạy liều gì chánh đáng thì khá dâng lời đó. Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm đó. Tức là hành y là mình giữ đúng theo giới luật, không phạm táo điều răn cấm. Tín đồ đạo Phật thì không phạm tam quy ngũ giới, đó là hành y. Rồi bây giờ thêm một cái nữa là giữ lòng thanh tịnh đó. Thường thường cái lòng người ta vọng động, vui buồn thương ghét giận hờn, bây giờ mình phải tập làm sao cho lòng mình, chữ lòng là tâm, chữ tâm là cái biết, luôn luôn trong sáng, luôn luôn vắng lặng, không khởi vọng niệm thì gọi là lòng thanh tịnh. Mà lòng thanh tịnh thì có được cái đức từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh và nói được những lời lành, làm được những lành lợi ích cho tất cả chúng sanh, gọi là giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Đại ý là nói như vậy. Dạ con xin thay mặt đồng đạo cảm ơn ông ngoại. Dạ cho con xin hỏi thêm câu này nữa. Máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh tìm Phật Thánh, để nước đến chân mới nhảy đùng. Dạ A Di Đà Phật. Máu đào khắp nước khổ vô cùng là Đức Thầy muốn nói tới cái việc tận thế để lập đời. Thì máu đào khắp nước khổ vô cùng. Máu đào tức là máu đỏ đó, cái màu hồng đào đó, gọi là cái màu đỏ đó. Không riêng một chỗ nào mà khắp nước đều có khổ sở, chết chóc thảm sầu hết. Cho nên nói là máu đào khắp nước khổ vô cùng. Nam Việt chân tình mãi thung dung, tức là nước Việt Nam, người dân của mình còn thung dung, còn sung sướng, còn ăn chơi, chứ không chịu lo tu. Cái ý muốn nói là như vậy. Chẳng lo tu niệm cầu Phật Thánh đó, để nước đến châu mới nhảy đồng. Chờ cho giặc tới rồi mới tu, chờ cho chết tới rồi mới tu. Thì không còn tu kịp nữa. Chờ nước ngập rồi mới nhảy thì nhảy đùng xuống nước, chứ không bao giờ thoát khỏi được. Nhảy đùng ắt phải lọt vào sâu, chẳng gặp chuồng ghe chững mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhập cầu. Đẩy cái hai bài thi đó đó là Đức Thầy muốn nói bây giờ mình phải tu liền, tu ngay bây giờ cho kịp với cái cơ biến chuyển của hạ nguyên.
cho kịp với cuộc đời tận thế. Còn nếu không, hẹn mai hẹn mốt thì sẽ không còn kịp nữa. Cũng như là nước lên rồi mới chạy, mới nhảy thì nhảy đùng xuống nước mà chìm chết, chứ không đi đâu được. Đại khái là như vậy. Đến đây kết thúc. Dạ, A Di Đà Phật. Câu này nữa kết thúc được chưa? Dạ, câu này nữa là câu sau cùng hết. Có vị đồng đạo hỏi ông ngoại: phận làm người thủng thỉnh sửa sang, đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Dạ, A Di Đà Phật. Ý đồng đạo muốn hỏi tại sao nói đạo làm người thủng thẳng sửa sang, không thẳng sửa sang cái đạo làm người, sao lại bên kia nó phải tu gấp, phải không? Dạ. Ý muốn nói thủng thẳng sửa sang không có nghĩa là tu quẩn, mà là chững chạc, làm cho đúng đắn. Muốn làm một con người tốt đẹp thì làm việc gì phải suy nghĩ, phải bình tĩnh, xét đoán đàng hoàng mới làm không phạm tội lỗi, mới làm không sai trật, mới làm không xa đạ. Đó là đạo làm người thủng thẳng sửa sang. Còn bên kia thì phải tu gấp mới kịp, bởi vì đời nó hết rồi. Nếu trẻ mời tu mốt tu, hẹn mời hẹn mốt thì cái chết nó đến, không còn tu kịp nữa. Tai họa đến, không còn tu kịp nữa. Đại ý là như vậy. Thưa ông, có đồng đạo hỏi ông là ngài Thanh Sĩ có câu: tức tâm tức Phật, tâm là Phật, tâm Phật mất đi mất niết bàn, khuyên kẻ tu hiền mau tự giác, giác mình cho vẹn giác nhân gian. Kính thưa quý vị đồng đạo hỏi tức tâm tức Phật, tâm là Phật, tâm Phật mất đi mất niết bàn. Tức tâm tức Phật. Tâm là Phật. Chữ tức với chữ tâm, tức là Phật, tức là tâm. Tâm tức là Phật. Tức tâm tức Phật. Tâm là Phật. Cái tâm mình là Phật. Cái tâm mình là cái biết. Người ta nói mà ít ai giảng được cái chỗ này cho sáng tỏ, nên người nghe khó hiểu. Bây giờ mình nói một cách sáng tỏ, tâm là cái biết, nhận ra cái biết, lúc nào mình cũng đang thấy, đang nghe, đang biết, hiện tiền. Cái hiện tiền đang thấy, nghe, biết, cái đó là Phật. Tức tâm, tức Phật, tâm là Phật. Tâm Phật mất đi, mất niết bàn. Đó. Nếu mình tu mà không nhận ra cái tâm Phật này, để nó chạy theo cảnh trần, để nó chạy theo danh lợi, để nó chạy theo vật chất, do đó mà cái tâm Phật nó bị mất đi, tất nhiên là bị vô minh che lấp, chứ không ai làm cho tâm Phật mất được. Mà nếu mất đi, bị che lấp rồi thì mất niết bàn, không có thể thành Phật được, không có thể chứng đạo được, không có thể đạt được kết quả viên mãn trên bước đường tu. Khuyên kẻ tu hành nên tự giác. Cái người tu hành phải tự biết, nhận ra cái tự biết của mình là Phật, giác mình cho vẹn giác nhân gian. Khi mình giác được mình rồi, nhận được cái biết của mình là Phật rồi, thì mình nói cho người khác nhận được cái biết, giúp cho mọi người nhận được cái biết, thì đó là hạnh đúng của Phật, là tự giác giác tha. Tự mình độ mình rồi, độ mọi người, độ tất cả chúng sanh, giác hạnh viên mãn, chừng đó mình là Phật. Kính thưa quý vị, qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ ông Năm ơi, câu tiếp theo là: Đức Phật dạy tam giới chi chung, dí tâm vi chủ, oán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng oán tâm giả tức cảnh trầm luân. Rồi, cái câu này ở trong kinh Phật: tam giới chi chung, dí tâm vi chủ, năng quán tâm giả tức cứu cánh giải thoát, bất năng quán tâm giả tất cánh trầm luân. Tức là ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều lấy tâm làm chủ. Cái người nào mà hay xét thấy được tâm mình,
nhận ra được cái tâm mình thì cái người đó chắc chắn là tu giải thoát, tức là nhận ra cái biết của mình đó, sống ngay cái biết thì chắc chắn mình giải thoát được sắc thân, giải thoát được cõi trần. Còn ngược lại, chẳng xét tâm mình, chẳng thấy được lòng mình thì tất là phải bị luân hồi sanh tử trong sáu nẻo, chìm đắm trong sáu nẻo không thoát ra được. Cái để ý là như vậy. Rồi. Dạ, câu tiếp theo nữa là Đức Phật dạy: phàm hư sở tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chủ tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đoạn này ở trong kinh Kim Cang. Phàm hữu sở tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, tức kiến Như Lai. Tức là phàm, tất cả cái có hình tướng đều là dối giả. Bằng thấy được các tướng, chẳng phải tướng, là ngộ được bản tánh Như Lai. Ở trong kinh nói như vậy, rồi các dịch giả cũng dịch như vậy, nhưng mà người nghe rất khó hiểu, rất khó hành. Bây giờ tôi giải một nghĩa sáng tỏ hơn là phàm, cái gì có tướng mà mình thấy được, nghe được đều là dối giả. Tiếng âm thanh mà mình nghe được cũng là dối giả. Cái vật trước mắt mình ngó thấy cũng đều là dối giả. Nhưng mà nhược kiến chư tướng phi tướng, tức là cái chẳng phải tướng là cái biết của mình, cái chẳng phải tướng là cái thấy của mình, cái chẳng phải tướng là cái nghe của mình. Đang thấy, đang nghe hiện tiền, đang thấy, đang nghe, đang biết, sống thẳng cái đó là ngộ được tánh Như Lai, sống thẳng cái đó là tỏ ngộ được tánh Phật. Chứ nó không khó khăn gì hết, nó cũng không lạ lùng gì hết. Nó nhận ra được, hiểu biết được thì tu thành Phật rất dễ dàng, không khó khăn. Kính thưa quý vị, đề tài này đến đây kết thúc. Dạ, câu kế tiếp nữa là Đức Phật dạy: bát nhã vô chi, vô sự bất chi, bát nhã vô kiến, vô sự bất kiến. Một đoạn nữa là trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói là bát nhã vô tri, tức là cái trí bát nhã không có cái hiểu biết, không có cái tướng để biết, không có cái thấy nghe để biết, không có cái tìm hiểu để biết, mà không có việc gì không biết. Đó, cái gì đến là nó biết thôi. Mình đang có cái biết, cái gì đến là mình thấy, mình nghe, mình biết. Chứ nó không chấp trước để biết, không suy nghĩ tìm hiểu để biết. Đó. Vô sự bất tri. Đó. Tức là việc gì đến thì nó biết. Không có việc gì đến thì thôi. Chứ nó không chấp trước, nó không khởi niệm, có dự ý hay có lập trường hay có chủ định gì cả. Đó. Gọi là bát nhã vô kiến, vô sự bất kiến. Nó không có dự định gì hết, nhưng mà không có cái gì qua mắt được bát nhã. Khi á, có hình tướng thì nó biết có hình tướng. Ngược lại, cái không hình tướng là vui buồn thương ghét giận hờn phải quấy, nó cũng vẫn biết luôn. Cho nên vì vậy mà cái trí bát nhã nó tuyệt vời, nó siêu thoát, lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ và chiếu soi, cho nên việc gì nó cũng biết hết. Nhận được cái chỗ này rồi, tức là ngộ được tánh bát nhã. Nhận đổ trượt này rồi, tức là ngộ đạo. Tu như vậy gọi là kiến tánh thành Phật. Rồi, kết thúc. Dạ, câu tiếp theo nữa là Đức Thầy dạy: cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đau, tận diệt nhân gian trực tiên khoa, lão giả hậu quy nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Cái này bài thi ở trong thi văn giáo lý, mấy cái bài thi đầu ở trong thi văn giáo lý. Cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa, tức là cái lời của người xưa đã ghi rằng cái cõi đời này là thậm khổ. Cổ ngữ ở đây có thể ám chỉ là Sám Ông Trạng, cách đây trên 300 năm. Cái lời tiên tri đó, bây giờ nó đã đến. Cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa, tận diệt nhân gian trực tiên khoa. Cái cõi đời này nó đi đến tận diệt. Cái cõi trần gian này nó đến chỗ biến hoại, nó không còn kéo dài lâu được nữa. Trực tiên khoa, tức là có cái phương thuốc màu nhiệm chỉ thẳng cho mình ngộ được cái Phật tánh, ngộ được cái đạo tâm, thì mình khỏi bị thâm khổ ra, khỏi bị chết chóc tận diệt theo cái đời hạ quan này. Trực
Cổ ngữ hằng ghi thầm khổ đa. Ừ, bởi vì nữa. Tận diệt nhân gian trực tiên khoa. Ừ. Rồi lão giả hậu quy nhân ấu giả. Ừ. Tức là già vậy à, hậu lai trở thành trẻ. Tức là đồng với câu Đức Thầy nói chừng lập hội thì già quá trẻ đó. À, ngày giờ lập hội hôm qua, ngày giờ thất sơn dở võ thì tất cả những người già đều được quá trẻ rồi hết, để mà sống đời thượng quan thánh đức. Kêu lão giả hậu quy nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Cái chuyện ly kỳ này, cái chuyện lạ lùng này do trời định, và lưới trời đã bủa khắp hết rồi, không ai ra lọt cái lưới trời được. Đại ý là nói như vậy. Dạ, câu kế tiếp là thiên cơ thế giới đà biến chuyển, từ rài trần hạ lợi danh trôi, tu hành giả dối khuyên khá đổi, cúng kiến trai đàn cũng nên thôi. Thiên cơ thế giới đà biến chuyển, từ rài trần hạ lợi danh trôi. Tức là cái mái trời đã thay đổi rồi thì có cái sự biến hoại, lửa cháy nước dưng, tất cả những cái vật chất ở trên đời này thì nó sẽ trôi theo dòng nước hết, lợi danh nó cũng tiêu hết, không ai giữ còn được. Cho nên mấy người tu giả dối lợi dụng tiền bạc, mấy người tu giả dối lợi dụng chùa chiền, giả dối lợi dụng cái hình tướng thì thôi đừng làm nữa. Để lo tu hành chân chánh, để được tốt đẹp hơn, để được thành công hơn. Chứ nếu tu giả dối rồi đây sẽ thành cây đá đi cửa thứ bảy thì không biết ngày nào trở lại được. Cho nên thầy khuyên tu hành giả dối cũng nên thôi. Dạ, ý là như vậy. Dạ, câu kế tiếp là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh trần ai, chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Cái này là bốn câu ở trong bài Sa Đéc, thầy viết năm Canh Thìn. Chốn Phật đường ráng trao đức hạnh. Chốn Phật đường, chữ đường là nhà, tức là mình theo cái đạo Phật, đại diện cho nhà Phật trở lại con đường tu, thì mình phải trao cái đức và hạnh, cái hạnh nó trang nghiêm chân chánh, và con người có cái đức tánh tốt, từ bi bác ái giúp ích cho đời. Hạnh là tâm lành, đức là nết tốt, người tu phải có hai điều đó. Chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, hãy bền lòng mới rảnh trần ai. Đó, mình tu phải bền lòng, ai cũng vậy hết. Than tu, tôi tu sao bận việc này việc kia, tôi tu sao vợ con tôi nó phá nó quậy, tôi tu sao gia đình không yên ổn. Mới tu sao rảnh trần ai được. Mình phải bền lòng, phải tu nhiều ngày rồi mới rèn luyện cho gia đình, rèn luyện cho xã hội, rèn luyện cho mọi người tốt đẹp, thì chừng đó mình mới rảnh trần ai được, buông hết cái việc trần ai bụi bặm này để mình trở lại cái con người đạo đức chân chánh. Phải bền lòng mới được, chứ không thể tu sơ sài mà được đó. Rồi chuyện cao siêu Phật pháp còn dài. Nói đến cái chỗ cao siêu Phật pháp thì nó còn dài lắm chứ nó không phải ngắn. Bây giờ còn dài là dài tới đâu. Khó gặp chữ không không mà có. Cái chữ không không mà có là cái gì? Cái tánh Phật. Thầy muốn nói rằng khó gặp cái tánh Phật, tức là cái biết. Bây giờ ai cũng có cái biết hết. Cái biết này nó không hình tướng, không sắc màu, không tên tuổi, nó giống như hư không. Nhưng mà thật sự thì nó không phải thật không, là vì cái gì nó cũng biết. Như vậy là có. Nếu không có tại sao nó biết? Nếu nó biết được thì nó là có. Vì vậy mà nói không cũng sai, nó có cũng trật, mà phải nói không không mà có mới là đúng chân lý, mới là đúng với đạo pháp. Cho nên người tu nhận được cái biết này, nhận được cái chỗ này thì gọi là mình gặp được cái chữ không không mà có, mình ngộ được cái tánh Phật chân như, và chắc chắn mình sẽ tu đạt đến cái chỗ chân thiện mỹ. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Dạ, câu tiếp là ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết, oan khiên báo đền, thiều quang thấm thoát dường tên, mất dòng sanh tử có bền được đâu, chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ ải theo hầu Phật tiên. Cái đoạn này nói về vấn đề cái cõi ta bà, tức là cái cõi trần đau khổ này. Nó là cõi ưu phiền, ta bà thật cảnh ưu phiền,
hai tiếng ta bà là kham nhẫn, chịu mọi sự khổ đau, chịu danh lợi tình phú quý, chịu sanh già bệnh chết, chịu tất cả sự buồn vui thương ghét đủ thứ hết. Thật là cảnh ưu phiền chứ không phải là cảnh vui. Ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết, quan khiên báo đền. Chữ duyên là duyên nợ, chữ trần là bụi bặm trần ai. Mình gây duyên nợ với cõi trần này, hoặc giả tạo danh, tạo lợi, tạo tình, tạo uy quyền phú quý, tạo hạnh phúc của đời, đều là duyên trần hết. Cấu kết tức là mình cấu lại, kết lại cho nó thành một cái dính mắc, rồi để nó lôi kéo mình đời đời luân hồi sanh tử không thoát ra được, cho nên gọi là quan khiên. Quan là cái nghiệp quan, chữ khiên là tiền khiên, tức là cái nghiệp quan nó lôi kéo nhiều đời, từ kiếp xưa tới kiếp nay, từ kiếp nay sẽ kéo dài nhiều kiếp nữa, kêu duyên trần cấu kết, rồi quan khiên báo rền. Đã cấu kết duyên trần rồi thì phải chịu quan khiên báo rền chứ không thể khỏi được. Rồi thiều quan thấm thác dường tên. Thiều quan là cái gì? Là ý nói mặt trời, cái ánh sáng mặt trời đi qua đi lại thấm thác như là tên bay, mau lẹ như vậy đó, chứ không có thể là lâu lắc, ngày qua ngày, rồi cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, không thoát khỏi bốn đường sanh lão bệnh tử. Mắc dòng sanh tử có bền được đâu, đó, nghĩa là ngày qua ngày, rồi thì sanh ra, phải già, phải bệnh, phải chết, ai cũng vậy hết, không ai sống hoài được, không ai lâu bền được. Chi bằng theo học đạo màu, thoát qua khổ hải theo hầu Phật tiên, chỉ còn một con đường tốt nhất, một con đường cao cả nhất, một con đường danh dự nhất, là mình bỏ đời theo học đạo lý, theo tu hành, để thoát qua cái khổ hải ở cõi trần gian này và được về ở cõi tiên cõi Phật, được về cùng sống cùng chung với các vị Phật tiên, được an vui hạnh phúc, được khoái lạc vô biên vĩnh cửu, không còn khổ sở, không còn phiền não như ở thế gian lần nữa. Qua đoạn trên đến đây kết thúc. Dạ, thì câu kế tiếp nữa là: dục thúc nhân sanh kiếm đạo màu, sao còn hoài tưởng chuyện đâu đâu, sự sống người đời ôi thấy khổ, miệt mài đạo đức vẻ huyền sâu. Dục thúc nhân sanh kiếm đạo màu, Đức Thầy đem cái đạo lý mà kêu gọi, mà thức tỉnh, mà thúc đẩy cho con người ở cõi đời này trở về con đường đạo lý mà tu hành. Dục thúc nhân sanh kiếm đạo màu, sao còn hoài tưởng chuyện đâu đâu. Thầy khuyên mình tu mà mình không chịu tu, mình còn hoài tưởng chuyện danh lợi, chuyện phú quý, chuyện đời, tội lỗi không thoát ra được. Chứ còn sao còn hoài tưởng chuyện đâu đâu, sự sống người đời ôi thấy khổ, tức nhiên là ở trên đời này thấy là khổ không à, không có an vui, không có ai hạnh phúc gì hết đó. Gặp một số đông người hỏi ra thử coi, kẻ than mình khổ cái này, người than khổ cái kia, người than khổ cái nọ, chứ không ai nói là tôi an vui hạnh phúc suốt đời hết. Sự sống người đời ôi thấy khổ, u buồn trăm họ vẽ vài câu, tức là thầy buồn cho cái dân tộc Việt Nam này. Trăm họ là dân tộc Việt Nam họ Hồng Bàng, thầy mới viết thi bài, viết kinh giảng để thức tỉnh cho người đời tu hành con đường của Phật chỉ dạy. Qua cái đoạn trên đến đây kết thúc. Dạ, câu nữa là: năm tàn tháng cuối cảnh buồn teo, đón rước bạn xuân lễ quá nghèo, thượng cổ lần hồi nên sửa lối, theo nhà Phật giáo phải như keo. Cái câu đầu làm sao? Dạ, năm tàn tháng cuối cảnh buồn teo. Năm tàn tháng cuối cảnh buồn teo. Dạ. Đó là Đức Thầy tả cái tháng 12 đó, cuối cùng để mà qua cái Tết, ta tới ngày mùng 1 tháng Giêng. Cho nên bây giờ năm tàn tháng cuối rồi, thấy cảnh nó buồn teo, không thấy chỗ nào vui vẻ, không có thấy chỗ nào sưng rước hết á. Đón rước bạn sưng lễ quá nghèo. Đó, dân chúng nghèo khổ quá rồi, giờ đón Tết thì không có mua gì được ăn ngon lành nữa đó, toàn là cực khổ không à, ăn đồ cũng nghèo khổ không à, không có sung sướng được cái Tết có tiền được ăn xài đầy đủ. Đón rước bạn sưng cảnh quá nghèo, gì nữa? Thượng cổ lần hồi nên sửa lối. Thượng cổ gần hồi nên sửa lối, tức là gần tới cái đời thượng cổ rồi, gần tới lập đời thượng quân rồi, thì thôi mình phải sửa lại cái con đường mình đi cho tốt đẹp,
thượng cổ rằng hồi nên sửa lối, rồi theo nhà Phật giáo hãy gắn keo, tức là mình theo con đường của Phật dạy, Phật chỉ cho mình tu, Phật chỉ cho mình là người đạo thì phải bền lòng, phải gắn như keo dính chắc, dán dính đặc, không có sức ra được, như vậy mới thành công, mới kết quả được. Đại ý là như vậy. Dạ. Câu cuối cùng cũng hỏi ông Năm là năm nay ăn Tết thật là nghèo, dân chúng u buồn, nói nạn eo, đồng khô lúa ngập coi sơ sát, cảnh đói bốn lung nổi nổi dạt bèo. Năm nay ăn Tết thật là nghèo, tức là năm nay nói đến cái Tết thì ai cũng nghèo khổ, không có tiền ăn Tết. Rồi tới gì nữa? Dân chúng u buồn, nói nạn eo. Dân chúng u buồn, tức là dân buồn rầu dữ lắm, mà nổi nạn eo, chứ không phải nói dân chúng u buồn, nổi nạn eo. Đồng khô lúa ngập, coi sơ xác. Nghĩa là đồng khô lúa ngập nữa, thì coi như là sơ xác hết, không ai còn cơm ăn áo mặc sung sướng được nữa. Rồi gì nữa? Cảnh đói bốn lung nổi dạt bèo. Cảnh đói buông lung là nổi dạt bèo. Tức là đồng khô lúa ngập rồi, rồi cảnh đói không có giới hạn, buông lung tức là nó trùm khắp không có giới hạn, giống như bèo mà bị gió thổi nó trôi dạt ra, tan rã hết, không có cái gì mà tồn tại được. Cái đạo lý là như vậy. Dạ thưa ông Năm, là đồng đạo là hỏi đến đây là hết rồi, con cảm ơn. Rồi. Xin thưa, cái câu hỏi này cũng như là Đức Phật với Chúa hay là Đức Thầy đồng với nhau hay là khác? Xin thưa, nếu nói về cái bản tánh đó thì Phật cũng cái tánh biết, Chúa cũng cái tánh biết, Thầy mình cũng cái tánh biết, thì nó đồng với nhau chứ nó không khác. Nhưng mà nói về cái giai cấp hay nói về cái chức vụ đó thì nó có khác. Đức Chúa thì là Chúa Trời, có cái trách nhiệm cai quản trong các cái cõi trời từ trên tới dưới. Còn Đức Thầy với Đức Thích Ca là một vị giáo chủ đã được giải thoát luân hồi sinh tử, vượt ra ngoài tam giới, không phải ở trong cõi trời, cho nên khác hơn Đức Chúa với Đức Phật cái chỗ là toàn giác, nhận ra Phật tánh của mình, sống với cái biết thường hằng, bất sinh bất diệt, cho nên vượt ra ngoài sáu nẻo luân hồi. Còn Chúa có quyền uy, có sức mạnh, nhưng mà còn ở trong dòng sanh tử luân hồi, hết phước thì cũng vẫn đầu thai trở lại, chứ không có thoát ra ngoài sanh tử được. Nó có khác hay nó có đồng là ở chỗ đó. Dạ, câu hỏi thứ hai á, là đồng đạo hỏi ông Năm là tiếng sấm thứ nhất, thất nhất, đê mê, bất tỉnh và những người không tỉnh sẽ như thế nào? Tiếng sấm thứ nhất, thất nhật chứ không phải thất nhất. Thất nhật và đê mê, bất tỉnh là nói 7 ngày tối tăm trời đất. Thì đối với những người không ngộ được cái tánh biết, cho nên phải ảnh hưởng theo cái xác thân này, rồi phải chịu trong cái bóng tối mà bị đau khổ, bị chết chóc, bị thảm sầu. Nhất là những người không có phước thì không ai cứu vớt. Còn những người có phước đức thì cũng được Phật tiên gia hộ. Những người sống được cái tánh giác thì có cái ánh sáng của cái tánh biết, nó không bị ở trong bóng tối. Nên đối với những người tỏ ngộ Phật tánh thì thất nhật là dạ đê mê bất tỉnh không sao hết. Và những người có phước duyên đầy đủ cũng được Phật gia trì. Còn những người thiếu phước đức và không nhận được tự tánh, thiếu sự tu hành thì phải theo cái việc tâm tối, rồi ma quỷ nó nhiễu hại, rồi thú hùm nó ăn thịt, rồi phải chịu tiêu diệt theo cái cơ của tạo hóa, chứ không tránh khỏi được. Đại ý là như vậy. Còn câu hỏi tiếp theo là sau này lập hội già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn, không còn nhớ người thân nữa, gia đình người thân có nhận ra nhau được hay không? Với câu giảng chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn, thì không phải như vậy.
những người mà được già quá trẻ và đổi xác thay hồn thì cõi cõi tiên nó đều có ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông đó. Túc mạng thông tức là người đó biết trước được nhiều kiếp của mình, biết trước được nhiều kiếp của người khác. Vì vậy mà thân nhân quyến thuộc hay là dòng họ cửu quyền thất tổ gì họ nhìn được hết, chứ nó không phải là không biết như ý tưởng của người phàm, để ý là như vậy. Còn câu tiếp theo là những người lập gia đình sinh con cái là thuận với cõi ta bà hay là đang tạo nghiệp? Vậy những người con trong gia đình mà không lập gia đình thì không có người nói dõi tổ tiên thì có lỗi hay không? Đứng về phương diện nhân đạo, một con người thông thường thì lập gia đình nối dõi để truyền bá cái sự nghiệp của tổ tiên, đó là đứng về phương diện thế gian. Nếu không lập gia đình thì không có con nối dõi và không có duy trì được loài người. Nhưng mà thật sự đứng về phương diện đạo cao siêu thì đó là cái nhân luân hồi sinh tử và cái nhân khổ đau ở trên cõi đời này. Cái người tu giải thoát là họ vượt ra cái nhân luân hồi sinh tử, họ vượt ra cái khổ đau ở trên cõi đời này rồi, thì những cái chiêm bao, những cái giả dối thì cũng không nên tạo thêm nữa làm gì. Cũng như đã ngủ mê, bây giờ giật mình rồi thì không còn muốn ngủ mê lại nữa. Cũng như người trí thức, độc thân, quyết tu giải thoát, giống như người đã giật mình được giấc mê, cho nên họ không còn muốn ngô mê trở lại. Còn người tạo gia đình thì nối nhau mê, kiếp này mê rồi tạo gia đình, kiếp khác mê, tạo nữa. Cứ như vậy mà lưng lưng chuyển chuyển hoài không thoát ra được. Cái ý nó là như vậy. Dạ, câu kế tiếp là những đạo khác, ví dụ như đạo Chúa, không niệm Phật thì sao về Long Hoa được? Chỉ cho phương pháp tu hành phù hợp nhất. Thật sự thì về Long Hoa thì không nói niệm Phật hay không niệm Phật. Cái hội Long Hoa có hai điều quan trọng. Một là con người phải trọn lành, không làm 10 điều ác đó, kêu bằng toàn thiện mới được dự hội Long Hoa. Hai là cái người chân chánh, không có cái tâm tà dạ, không có lòng gian xảo thì được sống còn dự hội Long Hoa. Không nói đạo Chúa hay là đạo nào, cũng không nói niệm Phật hay không niệm Phật, cũng không nói xuất gia hay ở chùa, cũng không nói độc thân hay là có gia đình, mà chỉ nói thiện với ác, chánh với tà thôi. Người nào được như vậy là sống còn dự hội Long Hoa. Còn những hạng kiến tánh ngộ đạo thì thành tiên thành Phật là một chuyện khác hơn nữa. Vậy đó. Dạ, còn câu kế tiếp là hiện tại con ăn chay được 20 ngày, còn lại là con ăn mặn, nhưng mua bên ngoài một cách ngẫu nhiên thì có phạm tội sát sinh hay không? Về dự hội Long Hoa là phải ăn chay hoàn toàn. Kính thưa quý vị, miễn mình ăn chay 29 ngày mà ăn một ngày thì cũng còn ăn mặn, chứ chưa gọi là ăn chay. Thành ra còn nếu 20 ngày mà 10 ngày thì nó còn ít quá, phải không? Chưa tới đâu. Còn vấn đề dự hội Long Hoa thì cái người đó phải có trọn lành, rồi phải có nghĩa là chân chánh. Còn nếu mình còn sát sanh hại vật thì còn giết mạng người thì khó mà dự hội Long Hoa được. Bởi vì cái hội Long Hoa, con người ở trên đó là những người sáng suốt, con thú ở trên đó vẫn nói tiếng người, không gấp gáp. Làm gì mình bắt người ta ăn thịt được, mà khởi cái tâm còn hung ác thì lửa cháy, khỏi ai trị mình hết, lửa trong thân cháy ra tiêu luôn. Vậy đó, cái tâm tà lửa cũng cháy ra tiêu luôn, cái cõi thượng không dung trữ cái đó. Câu cuối cùng đồng đạo hỏi ông Năm là nhờ ông Năm giải đáp giùm, đó là uổng liễu thường tri, liễu chân như, liễu ngộ chân như, đắc thọ trì, tam bình tứ đẳng, cứ ung dung, Phật tâm, Phật tâm, Phật bồ đề. Mấy cái câu này thì
những cái bài dịch của mấy vị sư hay mấy vị tu hành sau này, chứ nó không phải là chánh văn của các vị Phật. Nó chỉ có đi lòng vòng thôi chứ nó không sát đề. Vì vậy mà thấy mình cũng không cần thiết giải cái đó. Dạ, có đồng đạo hỏi ông Năm câu này: nhắc nhắc tu nhắc pháp Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu, cũng thời học đạo vào tu, người thì phát huệ, kẻ ngu suốt đời. Đồng đạo đó giết thật. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu, cũng thời nhập đạo vào tu, người thì phát huệ, kẻ ngu suốt đời. Giác tu tức là nhận ra cái tánh biết, ngay bây giờ tôi đang biết, tu ngay cái tánh biết thì thành Phật liền, không nói mai mốt gì hết, là giác tu nhất khắc Phật về. Mê tu muôn thuở cũng là phàm phu, đem cái tánh phàm này là tu, bắt nó ép nó không ăn không ngủ, bắt nó nằm tối ngày hay bắt nó ngồi tối ngày, ngàn muôn thở cũng không bao giờ ngộ đạo. Đem cái thân là mê tu, nhận ra Phật tánh là giác tu, cũng thời học đạo vào tu, người thì phát huệ, nghĩa chưa ngu suốt đời. Đó, nghĩa là ôm cái thân này mà chấp cái thân này, rồi hành cái thân này để ngộ đạo, để thành Phật thì ngu suốt đời. Buông cái thân này, sống thẳng cái biết là giác tu, là thành Phật liền, chứ không nói bao lâu hết. Nó để ý là như vậy.